Tao nói mày nghe đi Ràng, bây giờ mình đi lập luận cái điều này. Ở nước nào tự do hơn nước nào? Rõ ràng. Mày thấy Ràng không? Rõ ràng. Như vậy em sẽ tự do được. Tiền của mày nó vẫn kiểm tra là bình thường. Mày có tài khoản trên ngân hàng của mày mà có cái tài khoản nào coi như là bí mật hoặc là gì, nó gọi là tài khoản đen đi. Tự nhiên đùng cái mày có 30.000 trong tài khoản thôi, chuyện những cái tư cứ 1,5 triệu rồi. Mày không biết hả? Đuổi chứ mà thằng cái đuổi hết trơn à. Đuổi hết à. Ví dụ con hỏi là lỡ mang tiếng Việt Nam mình rảnh ăn ở không, có thời gian rảnh nhiều đi. Nhưng mà ở Việt Nam mình được cái là có được cái số dư rồi cho con cái tích lũy rồi, thì ở bên Mỹ có không Dũng? Nếu mà họ làm gì? Ngày làm đêm vậy đó. Có hết, nhưng mà cái gì nó không, nó qua nhiều đây rồi. Thế nào phải giống như kiểu vậy, tao đưa cho bạn cục tiền 2-5 triệu rồi con có điện cắt nhà thì không được vậy. À... đây có rất đơn giản, thì tao có nhà này. Tao sợ tao chết đi, tao không có, tao thừa bị, tao cho con tao thừa kế. Dạ. Tao sang, tao đưa cho con tao. Thì con tao lấy nhà tao về, nhớ kỹ nha, không thuế. Lần đầu tiên ăn. Không chạy đâu được hết trơn. Tổng thuế bao nhiêu phần trăm? Mỹ tao nói không? Tổng thuế nhiều không bác? Nhiều xuống nhiều cũng đủ. Bao nhiêu phần trăm bác? Tùy theo cái ngành. Nên con Mỹ, nếu mà single là 30% trước mắt. Cờ bạc là anh thua thì thua đủ 100, mà anh ăn có 70. Mà dễ vô gì anh ăn. Nó vậy á, cứ là thấy là thấy vậy á. Thế còn để cái thằng Châu được không? Ê đủ quá hết rồi. Đấy, đấy. Bởi vì đàn ông có bệnh là phải cần có vợ. Mà có vợ mà thằng đàn ông có vợ đứng thứ hạng mấy trong con bảng xếp hàng? Nó hàng thứ tư. Còn tệ hơn con chó. Nhưng cũng phải có vợ. Bị xấu hổ. Là tại sao? Tại vì nhà nước nó vô cái cơ chế anh mà sống độc thân. Con biết một anh. Điều là ở đây nếu mà hai chú ở bên Mỹ 10.000 đô là bị công an bắt. Nhưng mà chắc chắn ở nhà mà giữ 1.000 đô là vợ hỏi. Ủa? Ở đây đủ có được hả? Ở đây bị á. Em bị nè. Em bị, em đừng khai lên nó nghe rồi chết em luôn. Vì giặt đó, buồn mà thấy con nói em ba tính. Thấy con nói đúng không? Ba giữ 1.000 đô là vợ hỏi. Cái đó đi động dính anh này. Vợ Việt Nam dính anh không có dính, anh không có dính. Yeah. Giờ thật sự ra phương tiện cũng rất là nhiều. Yeah. Alo cái là ở đây chứ không phải ở Mỹ đâu mà bạn bè khó gặp. Yeah. Giống như bây giờ chú ra ngoài không cần tiền, chỉ cần cái điện thoại. Muốn bao nhiêu cũng có. Yeah. Nó mình ở đây có uy tín rồi. Dạ. Và mình đi tới đâu cũng là có bạn bè, và nó có bạn là có tiền. Còn bên kia thì thật ra đời sống không có ngồi. Không, gặp bạn đâu có dễ. Không dễ. Đây, không thể nào mà tự nhiên đây 11 giờ ông này đi gọi điện cái xong có thể rước chú qua được. À, không thể ở nào. Đây là chú có thể là kiểm soát cái điện thoại liên tục. Nhưng bên Mỹ không có thời gian để cầm điện thoại. Nhiều khi con muốn gặp chú khó lắm, gọi điện không ai bắt máy. Là như vậy. Rất đó, thằng này nó chưa có thể là nó hiểu nhưng mà nó chưa có hình dung cái cực, cái khổ của người Việt mình đó. Trong cái thời gian mới qua, nếu mà làm á, nếu mà làm trong ở đây gọi là trong cái hãng á, em nghĩ là nó yêu cầu mày bỏ cái điện thoại mày vô trong cái locker, cái locker liền cái tủ mà để mày đi cái tủ miễn trong 8 tiếng ra mà hoàn toàn không đi cả. Thì làm sao con làm sao mày về được à? Để mà mượn tiền hay là kêu đó là những thằng có chuyện làm nha. Còn cái thằng thất nghiệp á thì miễn đi, đủ thất nghiệp rồi ở nhà không có đủ làm gì. Ở đây nhân viên của con cho nhân viên con cầm điện thoại chơi luôn. Đúng rồi, ở đây nhân viên nó rảnh nó cầm nó chơi. Mình mà ý kiến khá là thế. Có cái này cười à. Tao vậy tao buồn cười chứ này nè, hỏi anh Trang được rồi. Tao không có đó. Ở nước Mỹ khi anh đi làm việc là mà hãng sửa hay bất cứ làm ở đâu, cái khái niệm mà về ngủ trưa không có gì có. Về đây ngủ trưa hoài chán đâu quá. Đủ có cái gì ngủ trưa xong về làm mới là ghê chứ đâu quá. Không có đâu. Làm gì có chuyện nước Mỹ về ngủ trưa, không có. Làm gì có gì 12 tiếng thì 8 giờ sáng làm tới 8 giờ. 8, đúng 8 tiếng nguyên mà 8 tiếng đó là 8 tiếng vàng bạc. Anh ấy khai thác đúng sức lực 8 tiếng. Mà làm hết việc rồi mà đứng không, miễn đi không có gì đứng không
Anh kia nó hỏi sao mày manager đây, hỏi mày ra mày đứng đây. Hết việc rồi mày cầm cái chỗ bất cứ, tao không thấy, tao không muốn mày đứng chỗ, tao muốn mày đi. Đúng, hết việc rồi mày phải đi. Ủa, hết việc rồi mày phải đi. Sao? Đi tới đi luôn, đi xuống được bây sao khác đi thôi. Một bác sao dân chủ mà kỳ vậy bác. Thì đây bây giờ đang phân tích cái này nè, sự tự do. Đây là việc Kiều Mỹ nè, đang phân tích cái bên trái. Hết việc rồi không còn chuyện gì làm nữa, nhưng mà phải bắt buộc phải đi. Bởi cái thằng thiếu bên nó không muốn mày đứng chỗ. Luật Mỹ cãi không? Không phải tao nói nha. Bây giờ là chú với bác, con ở đây người ta vẫn hay nói là công an là quá, nhưng mà con thật sự con thấy ở đây rất là dễ thương lắm. Đúng rồi, là giống như kiểu ông đây ông từng nói là có thể dỗ bụng bà hoàng giai bá cổ cảnh sát chuyện bình thường. Ở đây hoàn toàn là chuyện bình thường, dưới cảnh, dưới màn hình, mọi người đều có thể nói chuyện vui vẻ với nhau. Nó có khác gì từ chút xíu về không lấy ở Mỹ em không nói chuyện có lý rồi mà đâu có chuyện cảnh luôn đó. Với là khi anh làm luật cho không, thằng Mỹ nó bắt tới là anh chỉ được chịu bản đồ phạt thôi, chứ mà ra chết rồi anh lên tòa rồi. Ở đây không có cãi, ở đây Mỹ không có cãi, không có khiếu nại, không có khiếu nại hết, không có sân. Mày muốn cái gì mà lên chi mà lao ở đây mỗi ở đây xuống mà lỡ sai cái là tự ghê lắm. Ở đây là chính ở đây xử phạt và có quyết định được, có tình quyết định được đóng phạt hay không đóng phạt. Nhưng ở bên Mỹ là chỉ có xé là đi lên gặp ông tò nói chuyện là xong trách nhiệm rồi. Nói thằng người tính chế điều rồi. Bởi vì cái đó mình muốn nói gì, nó cứng cắt. Cái văn thi đó tụi nghe đây, mình chỉ cần bỏ cặn qua là mày chết rồi. Thế thôi, nó chỉ biết nghẹt thôi. Không có chuyện anh ơi, bữa nay vợ em mới đẻ em, vợ em nó bị này kia, bể này không có gì đó. Nó không có, đó là Mỹ là vậy. Ở đây mà thí dụ mà chở ai bị thương đôi khi là nó hộ tống đi luôn. Nó hộ tống đi theo. Dẫn đường đi. Dạ, dẫn đường cho nó. Ở đây là dẫn đường đi luôn. Đây là một con người nữa, đúng là một Việt Kiều nữa nha. Tôi nói nha, đây là rõ phản ảnh hai xã hội. Ở đây tôi không nói ai giàu ai nghèo. Không nói văn minh hơn là không văn minh hơn. Nhưng mà tôi phân tích ở cái chỗ là đã là người Việt. Em tận gì thì mới biết hiểu đúng và là sai. Chứ không có kiểu mà lên đủ bất kể cái gì vậy, anh đang muốn bỏ ruột lắm chữ. Cái chữ toàn bỏ 30 là họ chào luôn. Chứ mấy chào luôn. Chào luôn gì? Chào luôn, họ sống theo chào luôn. Đúng rồi, chào luôn. Nghiêng bên nào thì họ... Còn hỏi áo bên đó. Ai cũng có cái não cả. Mới suy luận chứ. Chào luôn cái gì kỳ vậy? Thì nó nằm trong cái con đường mới á. Ai nói thì cứ dừng nghe. Dạ. Còn mình sáng suốt thì là một con người giác. Mình nhận thức được cái nào đúng, cái nào sai. Ok, cái này có đá rồi phải lạnh. Không đá thì nó đâu có lạnh. Nó không có thể nào tự nhiên. Cho nên mình phải phân tích ra cái đúng và cái sai. Yeah. Cái giác và cái mê. Đôi lúc mình mê, ai nói gì cũng... Ai nói gì cũng cho là đúng. Còn khi mình một, khi mình giác rồi, mình có thể mình nhận định được. Bây giờ... bắt cầm đi xả vào tâm sự. Giờ chú cháu mình thống trị live stream của bác cầm. Đâu có gì đâu. Dạ, xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem live stream của bác cầm. Rất là vui khi được gặp mặt trò chuyện cũng như là uống một vài lon bia. Đôi lúc gặp mấy đứa nhỏ, mấy đứa cháu thì họ chưa đến đất Mỹ và chưa có biết được cái luật của pháp của bác Mỹ. Mình có thể mình sống ở bển rồi, mình dạ. Về chia sẻ cho mấy đứa nhỏ. Chắc gì mình nghĩ giàu lắm. Ở đâu cũng có người giàu, ở đâu cũng có người nghèo. Chịu làm đã. Ở đâu cũng có thằng khùng, ở đâu cũng có con điên. Quan trọng cái là mình chịu làm. Dạ. Nói tới là cái chiếc xe 40 ngàn đi mua vô chắc rồi, nhưng 5 năm sau chiếc xe nó biến còn có 5 ngàn, tại vì con rốt à, giờ con chạy 5 năm sau xe đó nó cũng đời, nó mất giá đi, xe đó chỉ còn bán lại cho tụ salon nó chỉ có 5 ngàn.
rồi chưa kể cái tiền mà xe nó mất giá, rồi cái mà mình đóng bảo hiểm một tháng bảo hiểm là nhân sự tệ lắm, 100 đô. Nếu mà ai mà được chạy mà tốt không có gây ra tai nạn thì có thể 50 đô, 60 đô. Còn ai gây ra tai nạn nhiều á, cái bảo hiểm nó lên tới 200 đô, 300 đô. Đó thì làm ra mỗi tiền nó chi phí vô những cái khoản đó thì hỏi con còn dư được không? Nói chung là những cái lặt vặt rảnh nó ăn rất nhiều lần nhiều tiền. Thấy ví dụ như nhưng mà bộ phải chịu. Phải chịu. Cái khoản mà đâu phải là mua chiếc xe không đâu. Còn ở đây mình mua chiếc xe á để xong là mình mua cái bảo hiểm mà để đối phó có 20 đô. 20 đô thôi mà giờ, đi được 1 năm. Giờ là 30 mấy đô rồi nếu tính là đi được 1 năm. À, đúng rồi. Còn đây là đang nói 1 tháng đó. 1 tháng mà. Ở đây đang nói 1 tháng mình một tháng 200 đô. 200 đô. 250 đô. Vậy thì thường á, thí dụ mà bên những đó cái bằng lái mới á dạ. Còn cao nữa. Thường là bên đó thí dụ bằng mà mình làm cũng được khoảng 3.000 đô đi thì trừ mọi chi phí luôn á, là tiết kiệm á là mình còn có thể dư được khoảng bao nhiêu. Không có dư đâu. 3.000 đô thì chắc chắn là không dư được. Không dư. Cái tiền nhà ở quốc bài thấy phân nửa rồi. 1.500 rồi. Yeah. Hiện nay thuê nhà phải ngàn. Tiền điện, tiền là nước, đó tiền là bill, nói là những cái tiểu bang mà giá nhà thấp đó nha. Đó là đó thì mình ở, ở Texas, cả ở Florida những cái giá Cali, nhà thấp mà yeah. Nếu mà ở Cali mà ở phía giống như New York hay là Boston thì cái giá nhà một thuê một tháng á là nó có thể là một căn nhà lên tới 1.500. Tại vì giá trị của một căn nhà ở xứ đó nó lên cả 1.000.000 đô. Còn những cái xứ mà Florida, Texas thì nó khoảng 300-400 đô đó. 400.000 đô thôi. Thì cho thuê nó rất là rẻ. Thì nếu mà 3.000 đô mà sống sao sống nổi thì phải kiếm một người gá vô, hai người thì 6.000 đô. Buộc phải vợ chồng phải lấy nhau, có thương không thương cũng lấy. Để mà đối phó kinh tế. Nhau mà lấy để xe tiền nhà. Đối phó kinh tế. Thì đó, đó là chính vì cái chỗ đó là cái con người với con người không có sự yêu thương. Không, tôi lái anh không phải vì tôi thương anh mà tại tôi xe tiền nhà với anh tôi. Đồ của nó kỳ chứ đó. Đồ mà hãy nó khác biệt hoàn toàn cái văn hóa Việt Nam mình. Văn hóa Việt Nam thì tôi yêu anh nghèo, anh khổ hoặc là tôi giàu có thì nó không quan trọng. Rõ ràng. Để mà xâm nhập qua xâm hợp gia đình cái gì vậy. Ở Mỹ thì khác, đủ tình cảm chia luôn. Chia là chia lợi nhuận á. Dạ. Hiểu không? Ở đây thì con có thể nói một cái điều như vậy. Vợ chồng thì đến với nhau xây cái tổ ấm, không màng đến cái tiền bạc. Đúng rồi, chỉ có đi tha về tổ mà thôi. Dạ. Rồi cái sử dụng á thì cũng chung trả cho gia đình tất cả, giống như chú ở với lợi là cô. Dạ. Chưa bao giờ mà cái tiền bạc mà cả hai bên cũng được quyền mở ngay cái tổ đó, được quyền lấy, nhưng lấy thì mình phải thanh bạch thôi. Ừ. Ai cũng được quyền lấy, còn bên Mỹ là khác nha. Còn bên Mỹ là khác. Bên Mỹ là khác. Con làm 3.000, con cắt viên 3.000, chi ra cái này tiền nhà bao nhiêu, tôi bữa nay tôi đi chợ bao nhiêu, xe, tất cả đều xe. Ở đây con có thể nói một cái điều xe đây là chia đôi. Dạ, khoảng ở đây con có thể nói một điều như thế này. Nãy giờ con nghe con thấy khá là khó khăn. Nhưng mà ở đây con có một cái nhân vật cũng khó khăn. Đây, nghèo. Con nói thẳng là em Thiện nó nghèo. Nó từ khó khăn nó đi lên, nó không là một thành phần không có gì trong xã hội luôn. Con nói thật, Thiện nó là một thành phần không có gì trong xã hội luôn, và nó tự sức năng lực của nó lên tới bây giờ. Và thật sự nếu như nhìn ngoài thì nói Thiện không có gì đâu, nhưng mà thật ra là thực lực nội lực là có rồi đó. Đó thì con nghĩ là có thể ở bên Mỹ em nó phải cày rất nhiều và không có thời gian đâu suy nghĩ, dừng lại suy nghĩ để học tập để đi lên như bây giờ đó. Chỉ thấy, có nhờ ở đây chuyện nó bình thường, nói con chuyện nó dễ dàng, mà có lẽ là do như là chú nói rất là chim đậu. Em à, em là may mắn là được sinh ở đây đó chú biết. Trời ơi, thôi con không có gì luôn á, chồng trâu lấy cái cỏ. Bây giờ con có thôi, tự nhiên ngồi quảng cáo nữa, mấy con nói cái hồi quảng cáo trà sữa nữa. Ra thì em hai vợ chồng em nó cố gắng,
tới giờ thì cũng có hai quán trà sữa, thu nhập cũng ổn định. Rồi. Dạ, thì không phải lo nghĩ về chuyện tài chính quá nhiều. Đó, thì nó cũng là một cái bước đệm cho em nó tiếp tục đi lên nữa. Thì đó. Cái đó là con đã thấy từ chúc mừng, lâu chúc mừng. Rồi. Anh nói đúng nhưng mà chưa có, chưa đủ hoàn chỉnh. Nói về tài chính thì giống như con vô sản đó chú. Thì, ủa thì... chắc cũng vợ còn nó coi live chiêu. Thì nghe vậy rồi tí nữa về anh thấy nghe anh nói vô sản vậy à. Em để cho anh thành tư sản luôn. Không phải ca sĩ đâu nha chú. Không phải, không phải ca sĩ nổi tiếng đâu phải không? Dạ. Nhưng hát hay, hai vợ chồng hát hay lắm. Cô chú lâu rồi sao á. Dạ. Thấy cái tên đó là thấy mình quen. Không mà không có nói đưa lại cứ như nè. Bữa nay á, sẵn ngồi với bạn này á, thì hai anh chàng Việt Kiều, một anh chàng còn ở lại, một anh chàng đó đi về rồi. Thì cái thực chất của xã hội Việt ở Mỹ thì cũng đã lộn hết trơn rồi. Và tôi nói với anh câu như vậy, anh có xác nhận tôi một cái điều là ở nước Mỹ á, những cái kẻ ăn không đồ rồi là coi như là tụ tập ở bất cà phê rồi giống là xạo á, thì mới bươi bóc ra những cái chuyện nói xấu Việt Nam. Đúng rồi. Chứ ngoài ra thì thường ta có gì làm, ta không có thời gian để ngủ. Anh à, em bổ sung, những người đó thì cái trí não họ không có, họ sẽ chạy theo cái xu hướng chứ dạ. Không biết cái sự việc đó nói mình nói ra cái lời nói đúng hay là sai, đúng hay là sai, thực tế có hay là không. Không, họ cứ nói bừa, nói đại, đẩy xuôi theo cái máy chèo chứ dạ. Không có thực tế. Thực tế mình phải cọ sát. Mỗi cái góc độ nó sẽ khác nhau, cho nên là ngồi một chỗ mà để mà nói chuyện đông nói chuyện tây là sai, sai hoàn toàn. Sống ở bển mà nói là tôi thương dân tộc, tôi thương đồng bào tôi mà tào lao. Tôi thương là tôi phải làm cái gì nó có giá trị, có ý nghĩa. Thương là tôi thương bằng cái mồm và đâu đó là đã thích là chính chứ không phải là góp ý để phát triển. Thì nhắc lại một cái chuyện đó. Yeah. Thường thường á, mình dùng ta hay xấu nhỉ, cũng nhắc mình gì nữa. Hôm nay là cái ngày cách mình qua chứ, mình qua chứ là Việt Nam mà được đậu vào cái quỹ ban nhân quyền quốc tế mà là cao nhất Liên Hợp Quốc. Thì trước khi xảy ra đó thì họ huy động tất cả những người phản đối Việt Nam để mà vào cái ghế đó. Nhưng nó bất thành, bất thành là ở chỗ là Việt Nam vẫn đậu như thường. Thì họ dỡ một chiêu bài ra, đồng ý là nó đậu nhưng mà nó vẫn là không có nhân quyền. Cái này là bài học nó để sửa sai, đúng không? Kỳ cả đúng nó cái là xuôi nó mới được, ngang nó mới được, ngược nó mới được. Nói chung là đó là tiêu chuẩn kép á, hả? Tiêu chuẩn kép á, đúng là đó là tiêu chuẩn kép á. Việt Nam được bởi gạt được gài bẫy bởi trong cái bẫy về lại thái nhân quyền. giáo sư tiến sĩ bình luận gia chuyên nghiệp rồi thì nói chung là cái gì cũng trên trên vực cấp cao, còn cấp cao không à, mà nói chuyện thiệt mày á đủ mới gì mà thiệt là nói như thì em đó. Cũng đã nhận xét thấy từ lâu, nói thao thao bất tuyệt, nói mà nói bình thường, nói tào lao không có sự thật và cũng không có cọ sát. Khi cọ sát mình mới biết được cái sự thật. Cái gì cũng chuyên đặt. Tôi nói anh nghe nè, tôi già rồi, anh cũng già rồi. Cái chuyện mà đột quỵ hay là cái chuyện bình thường trong xã hội không? Đủ cái chuyện bà Tư Quý Lan gì đó mày, tao mới nghe. Yeah. Cái bà kia bị bệnh mới chết. Bà bị bệnh lâu năm, cái loại bệnh nền, tao nghe nói rồi, bà bệnh nhiều lắm. Tiểu đường có, tìm có. Trong cái lúc mà khi điều tra vụ án thì bà đột quỵ và chết tại nhà của bà. Yeah. Cái kéo phải là tôi không nghe. Bắt đầu mày giết người diệt khẩu. Đồn đoán ra những năm bà Hồng bạn. Bà Hồng ba mấy 39 tuổi ở đường năm qua đúng rồi, ông này biết luôn. Bà đó bị bệnh, bị bệnh nói chung vậy, sao kệ bà, chuyện quan trọng
cái chức năng mà điều tra vụ án không phải là tôi, không phải là anh, không phải là tất cả thì chuyện của nhà nước bình thường. Nhưng mà tôi buồn cười chứ, cái gì nó luôn đặt là nó xuyên tạc ra xuyên tạc thế thôi. Không biết chuyện tao ở đây mà tao đi về lỡ mình sẽ đụng đủ anh cha là thế nào đụng thế không đụng nói chung là cái thứ gì đâu quá được mà tâm chát được không phải à, họ bị xe đụng mà họ nói anh xui chứ không phải là anh không biết luật sao tao quá. Nhưng mà xui sao? Tại vì do anh đi sai luật, anh đi ngược chiều nên xe nó đụng. Không, nhưng mà nó có nói vậy đâu, nó đâu có nói vậy. Họ không có nói vậy. Nó có nói vậy. Đúng rồi, nó nói vậy. Thì nói tại anh xui. Chửi thời gian quá. Thế không? Đồ, khổ. Do tại anh xui mới bị xe đụng. Chứ không biết là thực tế. Thực tế là do cái anh này, anh đi ngược chiều nên anh mới bị xe tông. Nó đâu có nói vậy, nói vậy thì đỡ rồi. Quá nó vậy, nghe luôn. Nói vậy thì khỏe rồi. Ok thôi, bây giờ cái live stream khá dài ha. Thì tâm sự với các bạn nãy cũng khá nhiều. Thì trong đây thì có tôi, rồi có anh bạn đây, ngồi hương làm ăn đây và làm giàu trên mảnh đất này, làm giàu đây. Thì bây giờ cũng cạn rồi, cũng cạn lời thôi. Về tất cả mọi người chào, hôm nay cũng vô trễ quá. Tạm biệt các con nha. Ok. Đây nè.